làm tòa thánh mẫu hồi công đồng giáng lưng đàn diên để nhân nữ tiên tiên cùng thịnh mời mẫu để nhân nữ tiên tiên tặng phong chi thắng sẽ loan mộng ngự về vân cát thôn quê đất phù dày vân cát thôn quê nghĩa thiên bản họ nhà lê thách mẫu cài chặt sẽ loan thánh gia hồi cùng chúa thiên văn thịnh mời mẫu đệ nhị chúa thiên vốn chưa sinh thành trong đền đất sông nhan sắc khác thường hình dung nhan sắc khác thường giá danh đòi một quý vương về người sơ loạn thanh giá hồi đệ tam chúa thiên văn thanh mời mẫu đệ tam chúa thiên xích lân thần nữ ngự đệ di thoại cùng sớm kết loạn phòng kinh xuyên sớm kết loạn phòng A di đà phật A di đà phật lô hương xạ nhiệt pháp giới mông chư phật hải hội tất giao văn tỷ sư kết tượng văn thành ý phước ân chư phật hiện toàn thân nam mô nhạc phật cai bồ tát ma tát nam mô nhạc vật cai bồ tát ma tát nam mô nhạc vật cai bồ tát ma loạn thánh giá đức trần chiều cứ có lên thuyền ra con thoại là nó phạm năm thành nga binh nó phạm năm thành đức ông đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi thành ra hồn đời xuân thị mà mang đông hải đức ông đệ tam người dòng dõi kim chi giáp mã chi kỳ đã bao phen giáp mã chi kỳ đã binh phạm đặng lại lo phạt cần thánh giá hồi cung hoài đường vương cô đệ nhất tức mạc hương là đất chấp mờ oanh ngọc diệp danh danh kim chi ngọc diệp danh danh thái sư nhất phẩm triều đình không ai qua sơ loạn thánh giá hồi cùng tên gọi đại hoàng vương có đôi tên gọi đại hoàng cô công minh chính chức sửa sang gọi chân trên tòa vàng trong ơn phật thánh nhi dưới điện tiền phụng sự ơi cô đôi thank you.
cảm phiền chư tư tây đáo lai đồ thì tà sai binh độ binh tùy hữu sai binh tùy tùy đi ra đi ầm ầm cờ vàng sai dân lắm phương sai chân năm phương kèn hoa chi thờ lý ngư đồng về chơi phủ nhang phủ hải đôi người vàng má kim ngân đi thân lên vàng má kim ngân vương cô hạ bút người chưa biết rõ ràng vì cho đôi chữ chương gì dòng nhan thâm cờ điều khai quang chiếu từ chục lá tinh tàu cùng rằng kim phục hoàng thân gần phật thanh chú thiên trung trường
quý phòng vương cố sự tình thắp nhang trầm một đình dần lên lầm lầm dần bút ngọc còn biên đông đào hé lờ vương cô đôi xuất hình Thank you.
dâu dâu mà đắt mặt cây gây son chúa đắt đi phía sau là dầu với lại quả cho đồng hai trăm hoa đem về đơn mẫu
trên chúa địa là vinh canh ơi à, à. Chú
quyền quay đệ tứ hoài quán nơn ghi dây vàng.
quan ơn đệ tử vốn con trời, người cao chất chân chốn thiên cung, sắc rồng vàng trôi trôi vua phong, quyền quan đệ tử oai dày vang, trên trời dưới đất quan thông chi đạo Phật truyền ra, nhịp cầu ô đem bác gần niệt hàng trình tu, ông lớn bày ra chơi. Số người chân gian dạo chơi trốn sao xa lác đác, tiểu diệu cùng đài cát tám sao thất đầu ngũ hành, nhị thập bát tú thiên nó đình, hà sa Phật với tinh đường lối khác xa, tu tiên đã bảy đời qua, tu Phật chín kiếp át đà vòng vang kêu quan lớn về độ quốc thái dần an.
không thừa sắc lệnh đức vua ban. Số sinh cùng số tư ông lớn liệt hàng châu phi. Đi về đi.
dốc rách thuyền bè ngược xuôi tục truyền lưu đề ngàn thu ý. Thôn bản cấm thu giặc nguyên khi thu sang mở hội đua thuyền ý. Sơn trang, tích châu lục hay mang chút mang giang.
Tuyết đôi mày ngày được nguyên
vầng trăng chập cài soi nước lòng lạnh diều tâm mi hiến đồ ba phình ốc cua tôm cá không hề trong kinh diều tâm hiến đồ ba thân lấy ta mà phải tan hồn diều
ngỏ bạch vào ra sớm chiều sao loạn ra hồi cùng bát ngàn đại tự đông đúc phất cờ khởi nghĩa chầu bát quy danh hàng đầu sao loạn thế ra hồi cùng đến xong châu cửu vào ra thông thông châu trở về tòa lâm sơn sao loạn thế ra hồi châu mười đông mỏ chi năng châu mười lữ tướng cứu dân tiền chiều sao loạn thế ra hồi cùng châu bé bắc lệ tôi thích ta thật khiếp phục sơn tinh hàng đầu sao loạn thế ra hồi cùng lâm miếu rõ ràng lâm phương lâm miếu rõ ràng của phương bàn cảnh con thính chủ bà lâm ma phương thank you.
lăng giang phụ thờ trong kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hoàng đi xâm đồng hoàng về lục di thần thông. Hoàng bảy về khai quang dòng nhãn thập kỳ diệu khai quang chiếu đền chung. Đề các cô lâm lâm mời là mời Đức
quan hoàng bảy sợi. Ô sợi này rước ông đầy bảy sợi. Nước tiên cung danh
quan hoàng bày lừng trong cõi Việt. Đồng thầy họ nguyện đi cứu dân đó thế, phúc lộc đằng hà xa. Tin cô nàng
giấc hồn mà bánh nguyên kiệu diều cũng là thuốc lá cành ở tiên này xanh bì. Tình đến yêu bì tin cô làng sau tình tình nga lên cô bì dâng con đi ngựa sắm để hoàng đi ông chấm má đồng. Chúng con
chúng ta hiểu hồ quỳ. Ông bày mà đánh xong đĩa thì bốn bề cứ xôn xao. Nay tiếng tiền trong đĩa kêu rào rào. Ông bày mà hôm bàn chẳng đố ghế nào mà dám vào cân. Ông cho mười phân phân nay về ba mươi. Rồi một quán ông bày sấp mơ lại thành hai. Ván sau mà sấp nhất ông cho thắng hoài cứ như không. Người trần gian chúng con khát lương tử thung thung dù nhau đi đánh nẻ vòng trong đi vòng hoa hoa. Rồi tiền tiền bạc bạc dư uông biết đi đâu để đen đỏ thiệt thì hơn nay thế nào. Rồi cơn đen như gió thổi làm canh canh ông bày chút hết đi tiền đi vào người chân chân gian. Nay cuộc cờ ông bày xóa xóa bày bày ván bài cờ tướng xưa lại thật thật tức tức ngỡ cười. Nay đường nên đứng soi
ai mất chữ tâm tâm thời tội phải mang núi trời bò khóc một chân cảnh nghệ an hoàng mười chân cảnh nghệ an vui thiên mạng làm quan đất phù dày trời nam có đức đức hoàng mười thông thông minh minh we'll
thức hôm ngang khói đăng nhang phục thờ trong kinh có chữ Nam Mô. Hoàng mười về khai quang dòng nhan tập kỳ diệu khai quang chiếu đàn duyên ngã tịch tàng cung giảng kim phục hoàng Phật thánh tiên trung mời quan hoàng thập hoàng
xích bức mạnh mạnh đưa đường hoàng tử lộ trình tới đây bắt thể tay tin giọt trên trèo giọt trên lý triều đào nhất nhất tuần sơ dâng lên na bề ngọc kính vua ta mong đi các hoa nâng mời là mời rước quan hoàng người xưa ô xây rước quan hoàng người xưa Thank you.
cây thì chim thả hương vần con cây. Chứ họ nguyện ghế ông lay tình tình làm nghĩa dây. Mà dù xa xôi mãi từ trong sự ông mười cũng vô đây, ông ngờ đông. Chứ bao giờ hồng hồng lình mà hết dòng sông Lam kia mà cạn nước thì đồng thầy Hồ Nguyễn Nông đây cũng không hết lòng tay. Núi Hồng sông Nam vang tiếng quan cầm quân diệt giặc giữ non sông gầm vóng thành bình ra ngoài sân hồn chiều phai tan 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 chảy thưa ông đi tới đâu đi muốn dân ra đó cuối xin con cúi xin ông mời ông ban tài tiếp lòng đề đài. Sư mỏi ba sập ma lần đi giang sơn coi bờ vực lầy vô gia linh linh a gươm kiếm cờ số loài sông lăng phun tan không ngờ khai hoàn ca hà xa theo gió mây phút về tiên trời nam giang khi đến đây đẹp mà
đền Hồ Nguyễn hôm nay đây đèn trang nhà phong hoa có bốn cô tiên nàng hầu cận quan hoàng trông thật xa thật xa thật xa hoàng chiêu lòng cho khắp muôn người khắp bốn phương trời ai bằng quan về lịch sử thì có ai bằng quan hoàng mà loạn ra khắp nơi nhã nhạc lưng lưng vang trên thì như biển mà như
nguyện ơn ông Nghị Hoàng Thập, xin nguyện làm tôi cho tới trọn đời, nguyện làm tôi cho tới trọn cuộc đời. Thank you.
là một bên bồi. Dấu thiêng ông mười ông ghi để cho mười đời phải khói nhang nào. Mà đổ ai đêm đủ được là dân đúng đó. Đổ ai đi mà đêm đủ được mấy tầng tầng là trời cao. Đổ ai đi mà đêm đủ được vì sao. Đổ ai đi mà đêm đủ được công công quán hoàng. Thì ra vui cùng gió đưa nhan xa hát nguyên chỉ cô nhất ra giang chơi bàn đèn salon. Thì ra hồi cuối cùng bóng nai là cảnh thiên tai tấu của đôi thường đại tài hai hoa salon. Thì ra hồi cuối cùng hiện danh là bóng cô bơ và tấu ra dọc phù cha yêu rồi salon. Thì ra hồi cuối cùng cô tư hầu gần cô và đưa thời các nhật cô ra salon. Thì ra hồi cùng cô làm quê từ suối đất qua ga sông hóa về đền thờ cô salon. Thì ra hồi cùng đệ tử con dân bài văn tấu cũng thỉnh mời cô sáu lục cùng salon. Thì ra hồi cùng dân văn cô bảy kim dao thong thong cô băng phong đào hòa ca salon. Thì ra hồi cùng xa nghe tiếng ngàn vén con gió răng cô tám chìm tròn hai trẻ salon. Thì ra hồi cùng trong sông nguyên như cô chín có ngữ lên sông quay thao lót nghệ cô chín thầu cùng bơ tòa. Cô lấy bí nằm nhà gỗ cây sung cô lấy xanh nhà si cô mặc bóng trông ra trông ra ngoài đền cảnh đẹp vô biên đất thanh hoa. Cảnh đẹp vô biên ninh vũ truyền rất lập ngôi đình thờ cô chín nay. Thank you.
lấy chầu vào. Thoáng bên đền bóng ai thấp thấp thoáng
tên bóng cô chỉ riêng cô đang múa hầu bóng vương tình 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 là tình tình tang tình tang tình 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 tang đẹp là đẹp lòng người ở đâu thank you.
chín cô cầm đàn cầm đàn luyện khúc năm năm cung 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 thank you.
cô bác nhìn họ khoan. Chơi tận an bảo hà nón tu lờ lăng hoa đồng đình đàn ngô huyền ta tính như tình ta đêm thành mắc vọng giữ ngàn ý. Kêu cô
muốn lòng nửa cô dân người xảo trá đông đưa dối trẻ lừa già hay nói chuyện đạo điên dài tay cầm đôi đúc chân đi hai sào hoa
khắp miền trần gian. Đố đuốc lên ngọn sáng soi về đồng sơn xa, soi cho Nam Việt soi về đền đây, soi cho Nam Việt soi về. Trăm nghe ngàn suối
khúc thanh vàng ngóng hoa bưởi hoa chanh, đôi tay đến cô thì là tin lành. Hoa bông hoa nào đẹp hơn, nồng lạ hoa cúc hoa mai.
trên đông trời lội trận mưa xa từ quân ngũ sắc cầu cả cầu hoa già giữa trời thanh giá hồi cung nên ngàn cầu hoàng đôi đã quân biết ngàn đi đồng xúc lộ dậy vang phương trời thanh giá hồi cung cầu bơ thải tốt tươi như vẽ tuổi đương thời cầu lắm vẻ thanh sơn thanh giá hồi cung bản đền con thương văn cậu bé trong bàn đền đôi tay nâng bức mạnh đào cậu bé vào quỳ tơ
Tình rằng thay tiên các cô chúc chúc chén rượu đầy.
nâng tam tuần chúc dâng lên điện ngọc kính vua tạ mẫu các cô nâng mơ là mời giúp cậu hoàng sơi. Yeah.
bông hoa mi mờ đơn hoa mẫu đơn ai là người hơn ai là người hơn cậu bé là người hơn cậu bé ban rượu cậu bé cho tiền Văn ở đàn
bên ngoài. Châu bé dậy chim rừng, ta
đêm mà thâu chim mà oanh díu dít đến lâu. Tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một mình.